không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thân mau đau thật thì. Căn nhà ta cùng thuê ở giờ đây đã có người thuê rồi vì ta nhìn thật hạnh phúc bọn mình bơ vơ thay mình ngu ngơ. Em thì qua bận với những khoáng lo nhiều hơn mà công ty chế lương thì tôi ăn bánh mì bạn mày không công cứ thật luôn. Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn những ngày tháng rất căng. Nhớ xưa còn công ty trễ lương thì tôi ăn